Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Ở trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 59 ngày 28, Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan, Kinh Thánh Châm Ngôn đoạn 2 câu 1 đến câu 4, câu ghi nhớ Châm Ngôn đoạn 2 câu 4: Nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bảo vật ẩn bí. Nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bảo vật ẩn bí. Chúng ta cùng đọc Châm Ngôn đoạn 2 câu 1 đến câu 4. Châm Ngôn đoạn 2 từ câu 1: Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, dành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bảo vật ẩn bí. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong câu số 4. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bảo vật ẩn bí. Chúng ta cùng đọc câu ghi nhớ đã được tô màu. Nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bảo vật ẩn bí. Bây giờ chúng ta cùng đến phần tìm hiểu nhé. Để có được sự khôn ngoan, chúng ta phải làm gì đây? Bắt đầu bằng chữ cái sau: L, T, K, G, G, G. Như vậy bây giờ chúng ta tìm kiếm ở trong cái bảng chữ cái này có những cái từ và bắt đầu bằng những cái ký tự trên đây. Bây giờ chúng ta tìm nhé. Các em suy nghĩ và tìm những cái từ đã được dùng ở trong Kinh Thánh Châm Ngôn đoạn 2 câu 1 đến câu 4 đây. Bây giờ chúng ta xem bắt đầu bằng chữ L ha. Bắt đầu chữ L. Chúng ta nhìn xem, nhìn ở trên xuống, ở bên trái qua, hoặc là đường chéo, hoặc là hàng ngang, hàng dọc. Chúng ta xem. Đầu tiên chúng ta thấy chữ L. Có một chữ L ở đây. Chữ L ở đây. Rồi chữ L này nếu mà đọc sang đây thì không thấy có ý nghĩa. Đọc ở đây L, A, A, N là chữ gì? Chữ lắng. Lắng tai nghe. Đây là một chữ. Như vậy là lắng tai nghe. Chúng ta tô màu. Lắng tai nghe. Chúng ta có một cái chữ và chữ L chúng ta đã tìm xong. Bây giờ chữ T. Chữ T chúng ta thấy chưa? Đây. Thấy chưa? Chữ T là chữ tìm kiếm. Tìm kiếm. Rồi. Như vậy chúng ta đã tìm được chữ T rồi. Bây giờ tới chữ K. Chữ K. Bây giờ chúng ta tìm trong bảng chữ cái coi có chữ nào chữ K. Chữ K thì chúng ta thấy có chữ K đâu. Chữ K. Đây có chữ K. Chữ K. Bây giờ hàng ngang chúng ta đã đọc rồi. Bây giờ chúng ta đọc hàng dọc xuống coi. K, E, U là kêu. Kêu gì đây? Kêu cầu. Có chữ kêu cầu, đó là cầu nguyện với Chúa. Như vậy chúng ta tô chữ K. Kêu cầu. Rồi, có được chữ kêu cầu, chữ K chúng ta đã tìm xong. Bây giờ tới chữ C. Chữ C. Chữ C, bây giờ chúng ta xem coi chỗ nào có chữ cờ. Đây có chữ cờ. Chữ cờ bây giờ đọc xuống coi. Đọc xuống nó không có nghĩa. Đọc ngang thử có nghĩa không. Chờ, U, I, E, chuyên, lòng. Đây là cái câu có nghĩa, chữ có nghĩa đây. Chuyên lòng. Bây giờ
giờ chúng ta tô màu chuyên lòng. Chuyên lòng. À, như vậy chúng ta đã tìm được một chữ cờ. Còn bắt đầu bằng chữ G. Chữ G. Chữ G đâu các em? Tìm coi chỗ nào có chữ G. Chữ G, ở đây có chữ G. Chữ G bây giờ đọc lên không có nghĩa. Đọc ngang. Giữ mạng lệnh. Ồ, đây là chữ có nghĩa. Chúng ta sẽ tô màu giữ mạng lệnh. Đây, chúng ta thấy chữ G đó là giữ mạng lệnh. Như vậy chúng ta đã tìm được chữ G rồi. Bây giờ còn chữ cờ nữa. Chữ cờ nữa là chữ gì đây? Bây giờ chúng ta tìm. Chữ cờ nữa đó là chữ gì đây? Chúng ta tìm chỗ nào có chữ cờ. À, đây có chữ cờ. Chữ cờ đây. Chữ cờ nếu mà đọc xuống, cái này chữ cầu rồi, hết rồi. Đây qua đây, cầu xin. À, đây có chữ cầu xin. Chúng ta tô màu nhé. Cầu xin. Như vậy chúng ta đã tìm được chữ cờ. Như vậy thì chúng ta có chữ L, đó là lắng tai nghe. Chữ T đó là tìm kiếm. Chữ K đó là kêu cầu. Chữ C đó là chuyên lòng. Chữ G đó là giữ mạng lệnh. Chữ C cuối cùng đó là cầu xin. Đây là những động từ mà nói lên việc chúng ta khao khát và tìm kiếm để cho có được sự khôn ngoan. Để có được sự khôn ngoan. Trong phần nhận biết, muốn khôn ngoan em cần phải chuyên lòng, tìm kiếm, giữ mạng lệnh, lắng tai nghe, kêu cầu. Chúng ta thấy đây là những cái từ mà chúng ta đã tô màu đây. 6 cái từ, và ở đây nhắc lại đó là chuyên lòng. Chuyên lòng, tìm kiếm, giữ mạng lệnh, lắng tai nghe, kêu cầu. Đó là những động từ, đó là những hành động mà chúng ta tìm kiếm cái sự khôn ngoan. Để được sự khôn ngoan chúng ta phải làm những cái điều này. Rồi, thực hành. Khi em hết lòng tìm kiếm sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ đến với em. Khi chúng ta hết lòng tìm kiếm sự khôn ngoan thì Chúa sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Bây giờ chúng ta sẽ ghi ra lời cầu nguyện nhé. Ta sẽ ghi ra lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con, xin giúp những việc con làm, con suy nghĩ đều thật khôn ngoan. Xin Chúa cho con chuyên lòng tìm kiếm, lắng tai nghe sự khôn ngoan. Xin Chúa cho con chuyên lòng tìm kiếm, lắng tai nghe sự khôn ngoan. Lắng tai nghe sự khôn ngoan để con nhận được sự khôn ngoan do Chúa ban cho. Để con nhận được sự khôn ngoan do Chúa ban cho. Bây giờ chúng ta cùng hiệp ý với nhau để cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, xin giúp những việc con làm, con suy nghĩ đều thật khôn ngoan.
Xin Chúa cho con chuyên lòng tìm kiếm, lắng tai nghe sự khôn ngoan, để con nhận được sự khôn ngoan do Chúa ban cho. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả các em để chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan từ Chúa ban cho, và các em thực sự nhận được sự khôn ngoan để các em có thể học hành được giỏi, nhận biết Chúa và làm những điều đẹp lòng Chúa, và được Chúa ban phước cho các em. Các em thiếu nhi nhớ chia sẻ kênh Thiếu Nhi Thông Sáng cho các bạn của mình cùng học lời Chúa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.